Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Mỹ Hảo. Hiện tại mình là mẹ bỉm sữa, mình sinh đôi hai bé. Hiện tại hai bé đã được 5 tháng rồi. Và nếu như bạn nào đã từng gặp mình thì các bạn sẽ biết rằng là thực sau khi sinh xong mình không hề béo đâu. Mình bị giảm mất 10 cân, vì vậy mà mình rất gầy. Thế trong cái thời gian đó thì mình đã cố nuôi con, thì mình đã cố gắng ăn uống đầy đủ, ăn uống thật nhiều để có sức để nuôi con này, và có sữa để cho con bú. Hiện tại thì mình vẫn đủ sữa cho hai bé, vì ăn nhiều này và ăn trong cái thời gian dài thì nên là cân nặng của mình tăng. Nhưng mà sau khi đẻ xong thì các bạn đã biết rồi, là ăn vào nó tăng cân nhưng nó không tăng ở người. Nhìn toàn thể của mình thì vẫn không hề béo lên mấy. Thế tuy nhiên là cái bụng của mình đây các bạn này, mình vừa nói chuyện thì mình phải ho vào, nhưng mà bình thường mình phải thở ra, mình để bình thường như thế này. Đấy, tăng hiện tại là mình được 51 cân, 52 cân thôi. Tuy nhiên là cái bụng nó tăng rất là nhiều, nó không được như cái thời con gái nữa, các bạn thấy không? Đấy, mỡ bụng này. Hiện tại là cái vòng eo của mình nó như mình đang á, là nó khoảng tầm 83, 84 hoặc là có lúc là 82. Đấy, nên là mặc quần áo rất là xấu. Vì vậy mà mình đang có ý định giảm cân và giảm cái vòng eo này, không phải giảm cân toàn thân nhé, vẫn tăng cân. Tuy nhiên là mình muốn giảm cái mỡ bụng ở vòng cái mỡ bụng này và mỡ ở vùng eo này để cho dáng nó đẹp hơn, để chuẩn bị ra Tết mình đi làm. Thì mình được chị bạn giới thiệu cho cái sản phẩm Perfect Eo này. Đây này. Thực ra là thấy chị dùng, chị cũng sau sinh chị giảm cân và giảm cái mỡ eo rất là tốt. Đấy, mẹ chị cũng dùng và mọi người cũng dùng, chị giới thiệu cho mình thì ngay mình thử trải nghiệm xem. Thực ra là mình tìm hiểu cái sản phẩm này thì nó được là nhà tài trợ cho rất nhiều chương trình lớn, và đặc biệt là nó cũng giảm cân khá là hiệu quả, giảm eo khá là hiệu quả. Thì để ngày hôm nay mình thử trải nghiệm xem nhé. Ngày hôm nay là mình bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, nó là một cái đai thôi các bạn ạ. Mình đo cái vòng eo hiện tại để cho các bạn xem nhé. Mình đo vòng eo hiện tại này. À, vòng bụng hiện tại nhé. Ở cái điểm to nhất. Đây. Ở điểm to nhất này. Tám mươi bốn cm. Đây, ở điểm to nhất ở vòng bụng mình 84 cm. Vòng eo nhé. Vòng eo hiện tại là 75 cm. Tức là bây giờ mình bắt đầu trải nghiệm. Đây, mình giơ lại cho các bạn xem, không có lại. Không thấy. Mình sẽ trải nghiệm cái sản phẩm này xem nếu mà xem nó có hiệu quả giống như quảng cáo không. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, 75 cm này. Đó, 75 cm. Mình sẽ sử dụng để xem là cái sản phẩm này nó có hiệu quả không. Để mình sẽ lấy về cho bố mẹ này và chồng mình dùng. Thực ra là chồng mình bây giờ cũng cân nặng cũng tầm ngót nghét một tạ rồi các bạn ạ. Đây, sản phẩm này mình sẽ dùng như sau này. Mình thấy các chị giới thiệu ở trong cái sản phẩm này thì nó có hai hộp. Một là cái gel tan mỡ và cái thứ hai là đai. Bây giờ mình sử dụng nhé. Mình thấy nói là cái sản phẩm này nó an toàn cho cả mẹ bầu và cho con bú, vì vậy mà mình mới dám sử dụng. Đây là mình mới tinh, mình chưa sử dụng tí nào nha các bạn nhé. Hôm nay là không nhớ là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 15 tháng 12 thì phải, đúng rồi, ngày 15 tháng 12 mình bắt đầu sử dụng sản phẩm này. Các bạn cùng theo dõi với mình xem là mình có giảm được bụng không. Thực sự là đây là cái niềm cái mỡ bụng nó là cái nỗi băn khoăn của mình rất là lâu rồi. Đấy, các bạn nhìn này, đứng gần cho các bạn xem thì mới thấy. Thực ra khi mà đi ra ngoài á, mình phải hóp bụng và mình phải ren bụng rồi là mình các kiểu thì nó mới đỡ được. Đấy, mình lấy thử một cái lượng gel như thế này. Thấy chị hướng dẫn như thế. Massage một lúc. Đây là ngày đầu tiên mình sử dụng, bắt đầu là ngày 15 tháng 12 nha các bạn nhé. Bạn nào mà đã sinh rồi đây các bạn này, vết mổ đây này. Đấy. Thì các bạn biết là cái giảm mỡ sau sinh rất là khó, nên là bôi lên cả eo và ra sau nữa. Khi mà massage lên thì mình thấy là một lúc sau thì sẽ thấy nó hơi hơi nóng nóng. Chắc là nóng này nó sẽ giúp giảm mỡ à. Mình thấy là mọi người
thường nói là khi sử dụng gen bụng ấy, đối với người sinh mổ ấy, hoặc sau sinh nhá, thì không nên sử dụng. Nhưng mà mình bây giờ đã sinh được em bé được 5 tháng rồi. Đấy, mình sinh em bé được 5 tháng rồi và mình thấy giới thiệu rằng cái sản phẩm Perfect L này thì nó không bị khiến cho các bạn bị lồng ruột hay là như một số cái sản phẩm như Dilatec bình thường. Đeo thì nó đó. Nó có cái dán ở đây rất là dễ đeo. Mà không bị, mình thấy là không bị cộm. Cảm giác là không bị cộm so với lại. Đấy các bạn thấy không? Mới đầu sử dụng xong nó còn phé hết cả mỡ lên đây. Không biết, thì hy vọng là cái sản phẩm này nó sẽ hiệu quả. Hy vọng là sản phẩm này nó sẽ hiệu quả hơn. Đây các bạn ạ. À, khi mà mình đeo thì mình thấy cũng không hề khó chịu lắm đâu, bởi vì cái chun này nó khá là mềm này. Đấy, nó không làm cho mình bị khó chịu quá, mà đeo vào thì nó có thắt eo. Hy vọng là trong thời gian tới thì mình sẽ giảm được bụng.